quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chiều nay tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tổ chức họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch. Dự họp tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Trong các ngày 27 và 28 tháng 1 năm 2021, nước ta đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của virus SARS-CoV-2, gồm 72 ca tại nhà máy Boyun, khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 11 ca liên quan đến nhân viên an ninh của sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng. Để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, không để bùng phát cho cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 05 ngày 28 tháng 1 năm 2021, trong đó yêu cầu phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh của tỉnh Hải Dương và thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian 21 ngày, tạm dừng hoạt động của cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh kể từ 12 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2021. Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã tổ chức họp trực tuyến với 10 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hiện nay, Hưng Yên chưa ghi nhận ca bệnh tại cộng đồng, đang cách ly theo dõi 97 người. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, biến chủng SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan nhanh gấp nhiều lần chủng cũ, trong khi đó Hưng Yên lại giáp danh với tỉnh Hải Dương, nơi đang bùng phát dịch bệnh. Nên các địa phương trên địa bàn tỉnh phải khẩn trương kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch, tiếp tục nắm tình hình một cách nhanh nhất, chủ động nhất, rõ ràng nhất, gõ từng nhà để rà soát các đối tượng có liên quan đến các bệnh nhân ở Hải Dương và Quảng Ninh, tiến hành xét nghiệm và thực hiện nghiêm các quy định cách ly, chủ động xây dựng kịch bản chi tiết và nguồn tài chính phục vụ cho công tác phòng chống dịch, lập chốt tại các điểm giáp danh với tỉnh Hải Dương, việc tự kiểm tra, rà soát tại các cơ sở, cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, nhà máy phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 1, các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành trước ngày 7 tháng 2, Công an tỉnh đặc biệt quan tâm đến quản lý di biến động dân cư. Sở Y tế đối chiếu với các quyết định ban hành để nâng cao hơn quy trình, quy phạm vận hành công tác khám chữa bệnh, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.